Chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình sản phẩm và thương hiệu được phát sóng định kỳ vào lúc 16:30 ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Trong chuyên mục câu chuyện truyền cảm hứng kỳ này, mời quý vị cùng đến với thành phố Đà Lạt, nơi được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, để hòa mình vào không khí ấm áp và ý nghĩa của chương trình đi bộ từ thiện, chung tay vì cộng đồng, một sự kiện mang đậm giá trị nhân văn sẽ chia và kết nối cộng đồng. Xin kính chào quý vị khán giả. Hiện tại thì Vân Linh đang có mặt tại quảng trường Lâm Viên, thành phố ngàn hoa Đà Lạt, nơi hàng ngàn những bước chân đang hòa chung nhịp yêu thương qua sự kiện đi bộ từ thiện chung tay vì cộng đồng do Đà Lạt Hatch Farm tổ chức. Đây không chỉ là dịp để chúng ta có thể rèn luyện sức khỏe mà bên cạnh đó còn là cơ hội để lan tỏa giá trị nhân văn, mang lại những mái ấm ấm áp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Và ngay bây giờ xin mời mọi người hãy cùng theo chân Vân Linh để khám phá xem sự kiện ngày hôm nay sẽ có những khoảnh khắc đẹp nào nhé. Với sự góp mặt của hơn 1.000 người, đại diện cho hơn 4.000 cán bộ, công nhân viên và các đối tác đã tham gia chương trình đi bộ từ thiện. Đây là hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Hatch Farm, thể hiện cam kết mạnh mẽ của công ty đối với sự phát triển cộng đồng. Với mỗi người tham gia hoàn thành lộ trình một vòng bờ hồ Xuân Hương, công ty sẽ đóng góp 500.000 đồng vào quỹ từ thiện Hatch Farm. Kết hợp cùng công ty, các nhà cung cấp và đối tác, quỹ sẽ trích tổng số tiền 840 triệu đồng để xây dựng 14 ngôi nhà tình thương, hỗ trợ các hộ nghèo tại thành phố Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Lâm Hà, Nam Rong. Sự kiện là minh chứng rõ nét cho tinh thần nhân văn và cam kết bền vững của doanh nghiệp, góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết, nơi những ước mơ được nuôi dưỡng và thực hiện hóa. Thì tất cả những cái người mà các cái doanh nghiệp, các cái đối tác của chúng tôi có mặt trong ngày hôm nay, họ là những người đã có hợp tác với chúng tôi rất thành công trong rất nhiều năm vừa rồi. Cho nên như tôi đã nói là cái ý tưởng mà thành lập cái quỹ từ thiện này nó đến từ các nhà đầu tư, từ những cái người trong hội đồng quản trị, và nó được một sự kết nối giữa các trái tim đến cán bộ, công nhân viên và đến những cái các cái đối tác của chúng tôi. Và đến hôm nay các vị có thể thấy rằng là họ tham gia rất nhiều, rất nhiệt tình. Cái đó chúng tôi cho rằng nó là một sự thành công không chỉ cho sản xuất kinh doanh của Đà Lạt Farm, mà nó thành công trong tất cả các cái chương trình hoạt động, đặc biệt là chương trình từ thiện của chúng tôi hiện nay và trong tương lai. Là nhân viên của công ty, cũng là một thành viên của quỹ từ thiện Hatch Farm, tôi cảm thấy thực sự xúc động và hạnh phúc khi cái chương trình đi bộ này không chỉ mang cái ý nghĩa về rèn luyện thể thao, bảo vệ sức khỏe, mà nó còn đóng góp được nhiều cái ý nghĩa để xây dựng những cái căn nhà tình thương, trao những cái giá trị về tinh thần, về niềm tin cho những cái mảnh đời khó khăn. Khoảnh khắc này giúp tôi chợt nhận ra rằng dù cho bạn làm việc ở bất kỳ phòng ban nào, bạn cũng có thể là lan tỏa những cái điều ý nghĩa và biến những cái nỗ lực hàng ngày của mình thành những cái điều có ý nghĩa hơn, giá trị hơn, đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội. Tính đến năm 2024, quỹ từ thiện Hatch Farm đã đóng góp hơn 14 tỷ đồng cho các chương trình ý nghĩa, thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Các hạng mục như ươm mầm tài năng với gần 3.000 suất học bổng và 24 dự án nghiên cứu, chung tay vì cộng đồng, xây 54 căn nhà tình thương và hỗ trợ người khiếm khuyết. Song song đó là dự án chung tay bảo vệ môi trường, thúc đẩy trồng cây, bảo vệ không gian sống xanh. Điều ấn tượng nhất đối với mình đó là tinh thần đoàn kết mạnh mẽ của tất cả mọi người, từ các đồng nghiệp trong khối sản xuất đến các anh chị em của các bộ phận khác cùng nhau hướng tới một mục tiêu ý nghĩa. Khoảnh khắc đặt từng bước chân trên đường và nghĩ rằng nó sẽ góp phần xây dựng nhà tình thương thật sự mang lại cho mình những cảm xúc rất là xúc động và hạnh phúc. Chương trình tạo ra niềm vui cho tất cả mọi người, đồng thời còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mình nhận thấy rằng sự đóng góp nhỏ bé của mình có thể tạo nên những thay đổi lớn lao cho cộng đồng. Ngoài các dự án thiện nguyện, Đà Lạt Hatch Farm còn xây dựng mô hình sản xuất bền vững với công nghệ BioPro, giảm hóa chất, bảo vệ sức khỏe người lao động và cung cấp hoa sạch, an toàn. Công ty còn đầu tư hệ thống tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nước thải. Những nỗ lực này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn nâng cao vị thế doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Cho xã hội. Từ một bó hoa tươi thắm đến từng ngôi nhà tình thương, tất cả đều là sự kết nối giữa trái tim và tận tâm cống hiến. Sự kiện ngày hôm nay đã khép lại, thế nhưng ý nghĩa của nó sẽ còn lan tỏa mãi. Những bước chân đi qua không chỉ được đo bằng quãng đường mà còn đo bằng những giá trị yêu thương mà chúng ta cùng nhau tạo dựng. Xin chào và hẹn gặp lại.